mình sẽ quay vlog về nhà bạn Lực. Cực. Nhà bạn Lực bí ẩn. Đây là các bạn, đây là một ngôi chùa nha các bạn. Đây là một cái tủ chùa. Mẹ nó kìa. Wow. Đây là mẹ, mẹ mình nha các bạn. Bạn Lực. Đây là bạn Lực. Ta quay đi đâu, bắt tay ra bằng Facebook của con. Đây là bạn Lực các bạn, tí mình sẽ cắn thẻ bạn Lực vào nha. Và đây là cái gì để mình tập tập đá nha các bạn, đá bằng lực á. Đây là bằng lực, bạn cứ nghĩ đây là bằng lực nha. Dạ ờ ờ đó. Dạ mà tê. Dạ.